cao và đáng tin cậy Miro AK95 của thương hiệu MT Max. Này cũng như micro bình thường mà sao nó quảng cáo kỳ công quá anh chị. Cái gì mà nó xịt beo 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 chùm 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 gì bùm bùm gì trên đây nè, xịt nước mưa rồi đó. Thì nay nè em cũng quá duyên được, em cầm trên tay thử cái con mà nó quảng cáo trên đây nè anh chị. Đó là cái con mic đa năng không dây AK95. Đó thì nghe đâu là quảng cáo là cái gì mà mạ bạc, mạ chrome gì nguyên một con nè. Đó cầm trên tay thì nó cũng chắc tay thiệt, nhìn nó cũng sáng bóng. Đây rất là đẹp hả anh chị. Đó và nó nói là những anh chị nào mà hay xài dàn lo hơn là vài chục cũ, hơn cả chục cũ. Đó muốn cho mình một cái con micro đẹp đó và hát hay thì nên tham khảo cái AK95 này. Thì đây thì nay em cũng có duyên nó được gặp nó, thì bây giờ em sẽ cắm vào thử cho anh chị nghe thử chất âm của nó như thế nào nha. Chứ về hình dáng thì rất là đẹp. Còn cái này là jack 6 ly. Jack 6 ly này sẽ giúp anh chị chúng ta kết nối được với mixer, lo dàn, lo kéo, âm ly, vân vân và vân vân hết anh chị. Nói chung là kết nối cũng nhiều đó nên mới gọi là đa năng đấy. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cắm vô nha anh chị, cắm vô con lo này nè. Nó có jack 6 ly nè. Đây, thử chất âm cho anh chị nghe thử nha. Đó, thử nè. Đấy. Ly. 1 2. Wow, tiếng mic sáng thiệt ha anh chị, rất là sáng nha. Đây, đang đứng kế một cái villa rất là đẹp. Đấy, cùng với con mic đấy rất là hợp. Đà, đấy, rất là đẹp ha anh chị. Lê, 1, 2, 3, đó. Dừng chân trên bên khi chỉ ăn chưa phải. Đường xa thấp thoát một tà áo tung bay. Niềm sống vui tươi, có chân tôi đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn nóng, Sài Gòn ngơi. Đấy, tiếng mic thì nghe cũng rất là ok. Lê, 6, 6. Lê, đó, cái này đừng có để gần quá nha, cần nó hú nha anh chị. Lê, 1. Lê, lê, 6. Đó. Mình để xa làm đó thì nó vẫn chống hú cho mình được khoảng tầm 70-80%. Đã, đây là cái trải nghiệm thực tế của em về cái con mic AK95 này. Thì trong một bộ nó sẽ gồm có 2 micro đi kèm cho mình dây sạc với lại đồ chống lăn, tất cả đều đầy đủ. Bảo hành cho mình 6-12 tháng luôn. Đó, này biết tại sao em biết không? Thì em nhìn clip ở trên đó thì em nhớ thì em nói cho anh chị vậy đó. Nên anh chị đang bị mắc mic, hỏng mic, muốn thay thế micro thì nhanh tay mình hãy tham khảo cho em cái mic AK95 này nha.